Bây giờ chúng tôi sẽ khoan hai người. Oshima 2PS. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tháo thùng vỏ máy ra và sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và những cách xử lý những lỗi đơn giản của máy khi mình sử dụng gặp phải. Phụ kiện đi cùng với máy khoan đất Oshima 2PS là một bình để pha nguyên liệu xăng và nhớt, cùng một phễu để châm nguyên liệu vào máy, cùng sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành của máy. Đi kèm theo là một bộ đồ nghề để chúng ta có thể xử lý cơ bản những cái lỗi có thể gặp phải khi sử dụng. Bộ đồ nghề của máy đi kèm là một cái kíp mở buji và ba bộ nục rác để mở ốc lớn và ốc nhỏ, và một khóa để mở ốc, một tu vít và một nắp để nọc xăng để khi chúng ta châm nguyên liệu vào bình để tránh những cái nắng cặn. Ở đây là thân máy chính rồi. Đây là dòng máy khoan 2PS, là dòng lớn nhất của trong tất cả các dòng máy khoan lỗ trồng cây hiện tại có trên thị trường. Dòng máy này có thể sử dụng một người khoan hoặc hai người khoan. Nếu chúng ta sử dụng một người khoan thì chúng ta sẽ cầm máy theo như thế này. Đây là tay ga để điều chỉnh tốc độ của vòng quay. Còn nếu khi chúng ta sử dụng hai người thì là hai người hai bên và chúng ta sẽ dùng cái tay ga này. Để sử dụng được máy ban đầu thì chúng ta sẽ pha xăng và nhớt. Tỷ lệ pha của, nếu chúng ta dùng đúng nhớt của Oshima thì chúng ta sẽ pha tỷ lệ là 1 lít nhớt và 25 lít xăng. Còn những cái dòng mà nhớt có trên thị trường Việt Nam có thể nó kém chất lượng hơn thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ 1 lít xăng và 20 lít nhớt. Khi chúng ta pha và chúng ta sẽ đắp đều lên và chúng ta sẽ đổ vào trong máy. Đây là nắp của bình xăng, chúng ta đổ đầy vào. Và chúng ta đậy lại. Ở bên cạnh của cái bình xăng con nó sẽ có một cái nút để bơm cho xăng lên bình xăng con khi mới đầu chúng ta sử dụng. Thì khi mà chúng ta châm đầy xăng vào trong bình thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút này khoảng 5-6 cái. Khi nào mà xăng nó lên đầy hai cái ống này thì là lúc đó mình chỉ việc giật khởi động là máy sẽ nổ. Đây là cái ốc e gió. Khi mà chúng ta bắt đầu giật nổ thì chúng ta sẽ đóng cái e gió này vào, chúng ta giật khoảng 1-2 cái, sau đó chúng ta mở ra thì chúng ta giật cái thứ ba thì máy sẽ nổ. Và lưu ý khi tất cả chúng ta sử dụng cái dây giật để giật nổ máy thì chúng ta sẽ kéo ra khoảng 5 cm. Khi nào nó chắc tay bắt đầu mới giật. Chúng ta không cầm như thế này, chúng ta giật luôn. Nếu chúng ta giật luôn thì nó sẽ là nhanh hư cái nó so cuộn ở trong này. Chúng ta kéo ra cũng rất dần. Khi mà máy đã nổ rồi thì chúng ta muốn dừng lại thì chúng ta chỉ cần tắt công tắc. 90 đến 150 là cái loại nhớt đặc. Các bạn có thể ra cây xăng, các bạn hỏi là cái nhớt cầu ô tô là nhớt đặc 90 người ta sẽ bán cho các bạn. Các bạn trong ở đây khoảng tầm 0,3 lít. Chúng ta sẽ siết ốc này ạ, và sử dụng trong vòng 3 đến 4 tháng chúng ta sẽ tháo ốc và chúng ta đổ nhớt ra hay nhớt tới hoặc châm thêm vào cũng được. Máy động cơ hay thì khi chúng ta sử dụng một thời gian thì do chất lượng của nhớt hoặc là chúng ta châm không đều thì nó sẽ gây ra những cái cặn khói, thì chúng ta có thể tháo cái dàn hở ra của ốc. Chúng ta dùng cái này chúng ta tháo ra và chúng ta vệ sinh cái boe, cái cổ boe này đi để nó không thoáng hơn thì máy sẽ nổ giòn mạnh hơn. Cái tình trạng thứ hai là khi chúng ta sử dụng một thời gian thì cái đầu bubi này nó sẽ bị nguội than. Chúng ta sẽ tháo cái con ốc này ra và dùng cái kíp mở bubi này sẽ mở ra và vệ sinh cái bubi để chúng ta đắp lại thì máy sẽ nổ dễ dàng hiệu quả hơn. Khi máy sử dụng một thời gian mà máy không khởi động, không đổ thì chúng ta cũng sẽ tháo buji ra và kiểm tra thử lửa buji. Nếu mà lửa của buji còn thì chúng ta sẽ xem lại xăng đã lên điều hay chưa. Còn nếu mà buji thử lửa không còn thì chúng ta sẽ bỏ buji ra và lấy một buji mới đắp vào để thử. Nếu mà buji mới cũng có lửa thì chúng ta kiểm tra đến cái vít lửa ở bên trong. Đó, và hoặc là nếu chúng ta không kiểm tra được đó chúng ta sẽ đem ra chuyển qua hãng để kiểm tra. Cái lỗi mà hay gặp phải sau này sử dụng thời gian khoảng tầm 2-3 năm khi mà máy sử dụng vẫn nổ nhưng mà lưỡi không quay thì lúc đó chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ tháo 4 con ốc này ra để kiểm tra cái bố nồi ở trong này xem là nó còn hay là nó mòn. Nếu nó mòn quá thì chúng ta sẽ thay mới, còn nếu mà vẫn còn thì chúng ta sẽ tháo tiếp 4 ốc dưới này ra để kiểm tra cái bộ nhông ở bên dưới này xem là nó bị mòn. Sử dụng lúc này nó mòn, nếu mòn thì chúng ta sẽ liên hệ với hãng trực tiếp với công ty để lấy những phụ kiện về thay thế. Sau đây mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn cách lắp mũi khoan. Máy khoan đất Oshima 2PS thì có thể dùng mũi khoan từ mũi 100, 150, 200, 250 và 300 mm là mũi lớn nhất. Sử dụng tích hợp cho khoan lỗ trồng cây, khoan lỗ trồng hàng rào, khoan lỗ trồng trụ tiêu hoặc là trồng nọc sống hoặc là trồng trụ của thăng long. Thao tác để lắp mũi khoan từ 100 đến 300 đều giống như nhau, chúng ta chỉ việc tháo cái chốt này ra và chúng ta gắn vào đây. Trên máy và trên mũi khoan đều có cái lỗ thì khi chúng ta gắn vào để cho hai lỗ song song nhau và chúng ta đút cái chốt này qua là có thể sử dụng được. Máy đã có nổ âm thanh sẵn, khi chúng ta bật công tắc lên và chúng ta giật nổ thì máy sẽ khởi động nhưng lưỡi không quay. Khi nào chúng ta ga lên thì lưỡi sẽ quay, chúng ga càng cao thì lưỡi quay càng nhanh. Tốc độ của ga tương đương với lại tỷ lệ thuận với lại tốc độ quay của lưỡi. Lưỡi khoan của máy Oshima 2PS cầm tay thì là có chiều dài tối đa là 80 cm và chiều đường kính nhỏ nhất là 100 mm và đường kính lớn nhất là 300 mm. Các bạn có thể chọn lựa cái vòng quay phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của mình. Các bạn sử dụng máy khoan thực tế thì xảy ra bất kỳ lỗi gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty để hỗ trợ tư vấn cách giải pháp tốt nhất. Với những trường hợp mà thuộc vào lỗi chuyên sâu, các bạn có thể gửi trực tiếp máy đến công ty, các bạn sẽ được hỗ trợ xử lý nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.